Em ơi, hôm nay mưa không đi làm được, anh đi nhậu với bạn chút xíu nha. Cơm trên nấu đợi cho giặt, đi đâu mà đi. Tiền nè, em ở nhà giặt đồ nấu cơm đi. Tự tôi không có tiền nha, không có nhà giặt đồ nấu cơm đi. Trời ơi, bữa nay tôi nhất định tôi phải đi đó. Đi nhậu tiền 500 nữa. Tôi nói ở nhà là ở nhà. Bữa nay tôi sẽ chơi khôn máu với bà luôn. Trời ơi, cứu tôi đi chơi thoải mái đi. Trời ơi, lịch chơi. Ủa sao đi chơi? Từ từ. Cuối cùng mình cũng giấu được bao nhiêu đây tiền nha. Bây giờ mình sẽ đem giấu bà. Mình đem vô này, mình giấu vô này đi. Chắc chắn là bà thì muốn thấy đâu, bà tìm thấy tôi cùi á. Trời ơi, lịch chơi. Từ từ. Dám giấu tiền. Chà, ông này dạo này giấu tiền nữa ha. Còn lâu mới giấu được tôi.